Này mọi người, giờ trời cũng sáng, mình lại cái ổ hôm mình chờ lại mấy cái nấm mà nó mới nứt lên mọi người. Đây nè, hôm nó mới nứt dở lên cao nè mọi người. Đây còn giờ này nữa nè, mấy cái tay mới lên lên này cũng còn nhỏ quá mọi người. Một cái giờ trời sáng nhổ kiềm cháo nại luôn, dọn cháo nó ra đây ấy ra coi chừng dặn mà nắm vậy. Giờ ban ngày giờ phải lấy này, có đèn rồi mới thấy chứ không sao thấy được hết. Đây nè, một dây nè, không tôi nhỏ nhỏ với bà nội rồi đó. Ổ nó cực kỳ mới 2 ký á, nếu mà lên đúng đàng hoàng luôn á. Như nãy con thấy đâu phải giống con nữa đâu, con thấy giống nhau. Này, này đi. Hôm bà nội bẻ ngang không. Chân giờ còn mới nó đang nứt đất lên. Đây nè, nè. Nè, nó nằm vậy nè mọi người. Ăn vậy nè, mọi người đâu thấy được nữa. Giờ còn nằm dưới đất nè. Nắm vậy giờ ban ngày vậy là phải có, giờ này còn phải trội đèn đi kiếm chứ không không đèn sao không kiếm được, trừ khi có nấm nào lên cao gặp từ xa rồi mình làm mình dẹt thì được. Coi láng dầu có nhiều khi nứt đất ấy, nằm dưới đất ổ này lăn quảng chiều còn lên nữa nè. Nè nè nhỏ này đi đó đó, từ từ đi lại cái thằng đó đi. Đây còn giờ ngày nằm mua nắm dày mà nè, nằm dày xong ấy nãy hết lên cái nhổ luôn. Cơm mới nhậu hay đó đó.
Đây. Bữa nay chắc 8 giờ. Nấu gì? Còn chảy đâu mà. Nè, đây có hai tay đây nè. Ba tay luôn. Bốn tay luôn. Kiếm nó cơm. Này. Nó búp chưa có ấy đâu, còn nắm lửa đó, còn một nửa đó. Mua hết chưa con? Nè còn thấy không? Đi coi chân dặm á. Nắm này. Nấm này còn ngon. Mới nước đắt lên. Dạ. Nó chưa có mơ ấy nè. Ở đây. Nó chưa có ấy nè, này là rải hả? Ấy của Trần là láng đó còn. Con mẹ chắc nó qua nó nhổ mẹ nó. À đây. Ba bữa hôm gặp luôn. Hai tay. Gặp dấu nó nhổ kiểu hơn. Nó qua nó nhổ á. Để này lại đi, để này lại. Trước qua nhổ. Mấy này nhỏ nhỏ. Nè đây nè. Tay này nhổ được rồi. Ổ này mà nó mình đỡ hết đàng hoàng nhiều lắm á. Ổ này có 2 kg á. Quá trời. Thấy nhiều lắm nè. Hôm nhổ. Hôm nhổ muốn cả ký rồi. Nấm này giờ còn non. Nè đây nè, còn nè. Để thôi nó lại nhổ. Nhổ cha nó đi cộn nữa. Nhổ rồi. Thôi nhổ luôn. Cầm rồi thôi được rút rồi được. Đó. Ôi thì môi nhổ luôn được không? Này có mấy nấm mà chạy ra đây. Mẫu này là mười mốt nhớ tháng này. Mười mười nhổ. Có mặt cái phán nữa. Kì, kì nó cà cốt. Còn lên hết á. Ổ này mình để tới trúc xong cũng lên cao hết. Đây nữa nè con. Tốt. Giờ nó còn nước đắt lên nè con. Ừ. Đây nè con nè. Ngon không? Có chân nè con. Đây con, đây nè. Đây nè, trời ơi, cái này còn đang lú nè. Đây nữa nè. Nè, nè. Ông nội mẹ nhậu hôm qua về, bữa nay em làm như gần chết. Yếu mà có nhậu. Nó điện đi, tay tay ra đi. Nhưng mà còn kia còn nữa kìa. Nấm này bị con gì ăn nè. Sự sự với dò. Có khỉ không? Có khỉ ngày mai nó còn. Nấm này còn đang nước đắt. Nấm này chiều còn lên nữa. Người ta thấy rõ bằng đèn cho ta từng người ta khác thấy rõ không? Có đèn. Đèn thấy rõ ghê. Nắm này giờ phải có đèn đi kiếm, chứ không đèn đi kiếm cũng khó gặp. Ừ. Hôm đêm giờ thấy rõ. Giờ ngày nhìn thấy một cầm. Cơm hơn là lấy cái đèn. Đậu rồi rồi mấy cái vòng vòng nhiều khi nó chưa lên sáng nó nứt bùng lên. Đi kiếm đi lấy đèn rồi cơ. Chừng khi nó nằm lú nó bờn tâm có ai kiếm chưa? Đi kiếm mà hôm chưa có để nó đi lấy đèn đậu thôi kìa. Nhiều khi nó chưa mọc á. Như cái này nè nó lú lú nè. Nấm này mà lên đúng là hoàng luôn cái ổ này có 2 kg trên 2 kg. Nấm. Nấm này giờ còn nhỏ xíu. Nấm nó còn chưa đố. Đọt sao nó còn được. Mấy mà bỏ đi. Lấy cái chân này. Nè thấy không? Còn nó tọt không? Giờ còn nước đất mới lên không? Ở
gãy, nó kiểu giậm nó gãy cái đường. Cái này nó mọc hết đàng hoàng nhiều lắm, quá trời hôm nữa, quá trời hôm thấy lú quá trời. Cái nó châm lên, ổ nó cũng lớn lắm, con nhỏ đâu. Nó hơi dậm vậy á. Nè 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 con. Nè nè. Nè. Nè đây nè. Đây nè, đây nè, đây nè. Đây nè, đây nè. Đây nè. Đây mấy tay đây nè. Nè con. Nè. Nấm nó chưa già mà còn dày mà. Ừ. Vậy nè, nó mà bự đường hoàng cái ổ này chắc cụ 3 kg luôn, cái 2 kg gì. Ừ. Ổ mẹ gặp có nửa ký à. Ổ đã không tới nữa. Nửa ký. Nè, đây nè. Đây nè. Mấy chân này nhỏ quá hên nữa, để trút xong quay lại nhổ cũng được. Cái này không ai lại đây nữa đâu. Nằm trong lu non nó lằng hoàng có đó. Đi theo luồng nhiều khi nằm luồng luôn. Con thấy không con, nó không thấy gì. Đen đen cái lu đây nè. Còn nè. Đây nè. Cái này chịu à, chứ không mai cũng tàn hết. Ừ. Còn không? Còn mấy tay. Nấm này còn kiểu như non, nấm non mà. Chưa có đủ đô nữa. Nó chưa có già nữa. Cái này tới tưa nữa nó mọc nhiều. Chứ có cái bữa nay chưa mọc, ngày mai nó mọc. Cái này 9-10 giờ nó lên cao rồi. Ừ. Nhanh lắm, nó làm nhanh. Tôi còn tốt cái này nha. Để nó lú nó nhỏ nhỏ. Gom này lại. Đây mọi người. Này nấm. Nấm này chưa lên mà các bạn vậy nè mọi người. Này mà. Này mà nó lên đều đều như cái này vậy. À, như cái này nè. À, cái ổ này phải vào tầm 2 mấy 3 kg. Thôi. Đấy. Đấy. Thôi video mình tới đây cũng kết thúc nha mọi người. Mọi người có thấy hay thì đăng ký kênh chia sẻ thì mình nha. Rồi, chào mọi người nha. Hai cái mấy á. Có mới mẹ mình nạo chân sẵn, có hồi nãy cái mình nhổ lại sao á mà chưa có nạo hả. Này nấm này nó hư chân với nở đây là ăn.
lựa ra cái nào còn nào rồi ấy. Có tiền đổ xăng à mọi người ơi. Hai cái bọc măng mà cái nào nở bỏ vô cái bọc trắng. Con này con mới chỗ nào đó nè, cái này con mới hư chân nè, nắm này hắn hư chân nè. Dầu gì.